Anh chàng tóc vàng hoe này đang định tán tỉnh cô nàng da xanh Mystique liền bị người sói đẩy dính vào tường. Mày định hút con ghệ của tao đấy à thằng chó kia. Peter thấy đối phương không coi mình ra gì thì rất tức giận, tôi cũng là một người có siêu năng lực đấy nhé. Nói xong anh lập tức cởi áo khoe đôi cánh cute phô mai que của mình ra khiến mọi người đều phải bật cười. Cánh này mang đi chiên xù ăn chắc ngon lắm. Peter xấu hổ quay người bỏ đi nhưng bất cẩn va đầu vào cánh tủ ngã sấp mặt lợn. Một thanh sô-cô-la rơi từ trong tủ xuống người cậu. Bên trong chứa một tấm vé vàng, nghe đồn ai có tấm vé này sẽ sở hữu sức mạnh phi vào tường. Peter kích động vô cùng liền chạy thẳng đến địa chỉ được ghi trong vé. Ngoài anh chàng tóc vàng ra thì còn có 3 người khác đang đứng đợi. Đúng lúc đó cửa nhà máy sô-cô-la mở ra. Người đàn ông mặc bộ đồ tím mộng mơ xuất hiện nói tên 4 người họ rồi đưa cả bọn vào bên trong. Nhà máy này có rất nhiều người lùn đang hăng say làm việc, khi ấy người đàn ông mới bắt đầu lộ ra bộ mặt thật sự của mình. Hóa ra tấm vé đó chỉ để lừa họ đến nơi này. Còn 4 người bọn họ sẽ trở thành những công nhân bị bóc lột sức lao động. Đám người lùn nhanh chóng bắt họ lại rồi đem đi in dấu ấn lên người. Sau đó nhốt cả bọn vào trong một căn phòng tồi tàn cũ nát. Sau khi nói chuyện với nhau họ mới nhận ra điểm chung của 4 người đều là trẻ mồ côi. Chị đại Lucy trước đây được giám đốc viện bảo tàng nuôi dưỡng. Không may ông ấy bị một tên bạch tạng cùng tín giết chết. Trước khi nhắm mắt xuôi tay ông đã nhảy hẳn một bài hip hop để truyền lại thông điệp cho con gái nuôi. Tuy nhiên tên cuồng tín đang cầm hàng nguội xông đến với ánh mắt lạnh lùng. Lucy rất nhanh đã hiểu ra ý nghĩa của đoạn mật mã đó là con số 7. Cô lập tức bấm vào máy bán hàng tự động và nhận được một thanh kẹo sô-cô-la chứa tấm vé vàng bên trong. Cũng nhờ gót giày bị hư đúng lúc nên cô mới may mắn thoát được pha tấn công của tên bạch tạng. Còn anh hai Edward từng là thực tập sinh tham gia khóa tu tại một nhà thờ ở Mexico, vì lỡ miệng chê thằng bạn đô vật nấu ăn dở tệ mà bị nó sai thằng con bón hành cho ngập mồm. Hết đi đường quyền vào ảnh đại diện rồi bẻ lòi cả xương tay, sau đó bị cậu bé đẩy một mạch trên bàn ném thẳng ra ngoài, nhờ vậy mới vô tình nhảy được tấm vé vàng của người khác. Còn chị ba Susan khi đang trên đường đến nơi làm việc thì không may bắt nhầm chuyến bay toàn là rắn, từ con nhỏ đến con to loại nào cũng có. Người thì bị cắn vào môi, người thì bị cạp khiến hai lá phổi sưng to vượt cỡ. Đúng lúc này Nick Fury hay còn gọi là Thế Chô xuất hiện như một người hùng. Ông ta bế Susan lên rồi ném thẳng xuống máy bay. Kết quả một chị đẹp nào đó chết tức tưởi, còn cô nàng da đen thì may mắn sống sót và lấy được tấm vé vàng. Trở lại thực tại, cả bọn nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Lucy tìm thấy một cái tủ to trà bá lửa nên trốn vào bên trong. Nào ngờ chiếc tủ này lại thông với một thế giới khác, thậm chí còn thay cho chị đại một bộ váy mới màu xanh. Lucy ngơ ngác nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xóa của tuyết mà thôi. Thấy cột đèn trước mặt cô tò mò lè lưỡi ra liếm thử một cái. Thế là lưỡi của cô dính chặt vào cái cột kéo thế nào cũng không ra, mà càng kéo thì nó lại càng dài. Quả lưỡi này mà mang đi lếu lều lêu thì nước phải nói chảy ra lênh láng, đúng là chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. Lucy cua tay lung tung lại rút ra ngay con dao, cô muốn cắt lưỡi đi nhưng dù có cắt thế nào cũng không đứt, cô lại móc từ trong túi ra một cây dìu định chơi khô máu. Chẳng lẽ cô nàng sở hữu cái túi thần kỳ của con mèo máy đỗ Doraemon hay sao? Đúng lúc vung dìu lên thì anh chàng người dê Tum Nớt xông đến kéo Lucy ra. Người anh ta chẳng có gì ngoài lông và lông giống lão sếp của tôi, trên đầu còn có 2 cái tai dài cùng cặp sừng mới nhú. Tum Nớt nói với Lucy rằng đây là thế giới Namibia rồi đưa cô về nhà của mình để nghỉ ngơi. Lúc này chị cả mới nhận ra trong thế giới cổ tích này thì anh chàng nhiều lông là một đại gia chính hiệu. Anh yêu thích phim ảnh đến nỗi đâu đâu cũng thấy hình của bản thân, không những trong bồn cầu mà cả trong tủ cũng có tivi, thậm chí trên đầu cô hầu gái xinh đẹp nóng bỏng cũng có luôn. Nhưng còn chưa tham quan hết căn nhà thì Tunot đột nhiên bảo có nguy hiểm nên kêu Lucy ra ngoài trốn. Anh không giải thích rõ lý do mà đưa cho cô một chiếc máy ảnh. Chị đại ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chẳng lẽ anh ta muốn mình chụp ảnh hay sao? Cô mở máy ảnh lên mới biết đây thực ra là máy phát video. Trong video, Tunot nói với cô rằng thế giới Namibia được thống trị bởi nữ hoàng độc ác White Beach. Bà ta vô cùng căm ghét loài người nên đã mệnh lệnh cho thần dân thấy con người thì phải tố cáo truy bắt. Nhưng Tunot bản tính lương thiện không làm theo lệnh mà còn giúp đỡ Lucy chạy trốn. Anh bảo nữ hoàng đang chế tạo một loại vũ khí hủy diệt để củng cố ách thống trị tàn bạo của mình. Cuối cùng vì sự an toàn của mọi người chiếc máy ảnh này sẽ tự phát nổ sau 1 giây. Tunot vừa dứt lời thì Lucy liền bị nổ cho banh háng. Cùng lúc đó Edward đi tìm chị đại thì vô tình lạc vào thế giới Namibia thông qua cái tủ. Khi ấy một cỗ xe tuyết có gắn động cơ phản lực phanh gấp trước mặt anh. Thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên xe Edward như hóa thành ngây dại. Ông lùn binh thấy Edward bất lịch sự liền tung đường quyền thẳng vào con chim non của anh. Thôi xong luôn cái kiếp đàn ông rồi. Thanh niên hoảng quá liền quỳ xuống bái kiến nữ hoàng White Beach và vô tình tiết lộ rằng mình còn vài người bạn nữa. Thấy vậy bà ta liền dùng mỹ nhân kế nói sẽ cho Edward làm quốc vương, rồi bảo anh rủ bạn bè đến tham dự lễ đăng cơ của mình. Nghe xong Edward liền cười hớn hở như vừa trúng được mùa, chạn vương là ta chứ còn ai vào đây nữa. Anh đi một đoạn thì gặp lại Lucy, khi ấy Peter và Susan cũng tìm tới nơi, 4 người tụ tập với nhau và được Lucy dẫn đến nhà của Tum Nớt nhưng cậu ấy không có ở đây. Bên trong thì vô cùng lộn xộn như vừa có ai lục soát vậy, lúc này có một con hải ly biết nói xuất hiện. Nó bảo với họ rằng vì Tum Nớt bao che cho Lucy nên đã bị mụ nữ hoàng độc ác kia tịch thu nhà cửa, may mà anh ấy nhanh chân trốn ra ngoài nên mới thoát được một mạng. Sau đó Hải Ly lấy ra 4 tờ giấy khai sinh và nói 4 người bọn họ đều là anh em một nhà thuộc dòng dõi con cháu của thần thánh, chỉ cần họ đồng tâm hiệp lực là có thể đánh bại White Beach. 4 người ba màu da khác nhau nhưng lại là anh em chung một nhà, chẳng lẽ cùng bố khác ông nội hay sao? Edward u mê nghe theo lời dụ dỗ muốn làm quốc vương nên không hề tin lời của con Hải Ly, anh lẻn ra ngoài một mình đi tìm nữ hoàng. Ai ngờ còn chưa kịp sơ múi gì đã bị ông lùn tặng cho một gậy ngã sấp mặt lồng. White Beach thấy chỉ có mỗi Edward đến nên đã hỏi tung tích của ba người còn lại. Thanh niên nhìn hám gái vậy chứ nhất quyết không bán đứng anh em, nào ngờ nữ hoàng lại mang hai khối u ác tính ra để cho Edward thương cảm, thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Anh chàng rơi vào trạng thái mất hết lý trí, lập tức khai ra tung tích của các anh em, có được thông tin cần thiết White Beach liền cử tay sai của mình là tên Bạch Tạng đi truy bắt ba người còn lại. Còn Edward bị nhốt vào trong tù, không ngờ ở đây còn có cả thuyền trưởng Jack mồm lông. Thấy có người mới đến Jack liền nói mình có cách để thoát khỏi nhà tù này, Edward tò mò hỏi cách gì thì Jack mồm lông liền lôi ra một con dao rồi đâm thẳng vào bụng thanh niên hám gái. Sau đó ông ta hô to lên ở đây có người tự vẫn, ngay khi lính gác đến kiểm tra thì Jack lập tức vác Edward lên đánh ngất bọn chúng, nhờ vậy mà cả hai mới chim én khỏi nhà tù thành công. Vị thuyền trưởng đưa Edward lên con thuyền của mình định ra khơi tiếp tục hành nghề cướp biển, không ngờ Jack mồm lông lại bị thuộc hạ bán đứng nên nữ hoàng đã nhanh chóng tìm đến. Edward thì bị ông lùn gõ cho một cái ngất trên cành quất rồi bớ đi, còn Jack thì bị nữ hoàng xiên cho một nhát chí mạng chuyển hộ khẩu xuống thẳng địa ngục luôn. Mặt khác ba anh em còn lại đã hội ngộ cùng với Tum Nớt, họ dự định đi theo Hải Ly đi tìm quân kháng chiến, nhưng còn chưa kịp đi đã bị tên nô lệ của nữ hoàng tìm thấy. Tum Nớt bảo ba người mau chóng chạy trốn còn anh sẽ ở lại cản đường, kết quả anh chàng người dê tốt bụng bị tên Bạch Tạng bắn cho cỏ mọc xanh mộ. Ba người thoát khỏi sự truy sát liền tìm đến căn cứ của quân kháng chiến, nơi này là một trường học phép thuật có tên Hogwarts, vừa đến nơi họ đã gặp Harry Potter. Nhưng cậu ấy già thế thôi chứ thực ra mới 14 tuổi, có lẽ do chơi đồ quá nhiều nên mới thành ra như vậy. Dưới sự hướng dẫn của Harry Potter họ được tập cho cách sử dụng vũ khí. Nhưng đây là huấn luyện hay tấu hài không biết, Susan thì lóng ngóng bắn chết luôn cả ông thầy đứng gần đó, Peter thì cầm kiếm chém bay màu cô hiệu phó đang đi ngang qua. Ngay cả thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore cũng không thoát khỏi số phận bi thảm, cứ thế này thì cả ngôi trường sạch bóng người luôn quá. Buổi huấn luyện kết thúc, Harry Potter bảo ba người đi tìm vua sư tử thủ lĩnh của quân kháng chiến. Ở địa bàn của vua sư tử toàn là cao thủ và nhân tài hiếm có. Ngay cả điệp viên 007 cũng xuất hiện ở đây, thậm chí quân kháng chiến còn chơi luôn hàng nóng cho nó máu. Đội hình hoành tráng như thế này mà không thắng được nữ hoàng độc ác mới là lạ đó. Sau khi gặp vua sư tử, ông ta nói rằng theo lời tiên tri thì 4 người họ phải hợp sức mới đánh bại được White Beach. Nhưng Edward đã bị mụ ta bắt đi nên họ đành phải nghĩ cách cứu anh ấy trước đã. Vua sư tử đưa họ lẻn vào lâu đài của nữ hoàng nhưng lại gặp phải nô lệ của bà ta. Tuy nhiên vua sư tử không phải dạng vừa mà là dạng rộng ra. Ông chỉ cần vài đường quyền cơ bản đã có thể bẻ cổ tên Bạch Tạng chết ngay tại chỗ. Họ nhanh chóng cứu được Edward và định cao chạy xa bay. Nhưng lúc này nữ hoàng đã đuổi đến nơi, vua sư tử không ngại nguy hiểm ở lại cản đường cho 4 anh em bỏ chạy. Kết quả ông ấy bị White Beach tiễn về miền Tây Thiên cực nhọc, không còn sự lãnh đạo của vị thủ lĩnh khiến quân kháng chiến bắt đầu lung lay ý chí chiến đấu. Lúc này chú Hải Ly đứng ra phát biểu theo như lời tiên tri thì chỉ cần 4 đứa con của thần hợp sức chắc chắn có thể lật đổ ách thống trị của nữ hoàng độc ác. Ngay cả đội X-Men cũng tới đây trợ giúp cho bọn họ, nhưng ông Hoàng Ve Chai vừa mới dứt lời đã bị chính sức mạnh của mình đánh cho bất tỉnh nhân sự, không biết tới giúp hay là tới báo nữa đây. Vì mai là trận chiến quyết định nên mọi người trong doanh trại mở tiệc ăn mừng, chẳng ai biết ngày mai sống chết ra sao nên cứ coi như vui vẻ trước khi đi bán muối cũng được. Nhưng tới trận quyết chiến ngày hôm sau, 4 anh em đang định hô khẩu hiệu xung phong thì phát hiện chẳng có lấy một bóng người nào cả. Chẳng lẽ bọn họ do uống say nên ngủ quên hay sao ta, không có ai thì mình phải tự lực cánh sinh mà thôi. Theo lệnh của White Beach, đại quân của bà ta liền ào lên như thác đổ, ngay cả nhóm chiến binh trong Star Wars cũng trở thành binh lính của nữ hoàng. Vì là nhân vật chính và có bề trên che chở nên 4 anh em không hề lo sợ mà cứ thế xông vào chỗ hiểm nguy. Lucy cầm đũa phép còn chưa kịp đọc thần chú đã ăn ngay một phát dìu vào giữa ngực, Susan thì liên tục bị bắn tên xuyên qua người. Thanh niên hám gái Edward cũng bị ông lùn chơi xấu lụi cho một cái ngay bụng, nhìn các anh em đều nằm rẫy đành đạch dưới đất khiến Peter vô cùng phẫn nộ. Cậu hét lên một tiếng rồi cầm kiếm xông về phía nữ hoàng, nhưng bà ta chỉ mới vẩy nhẹ cây quyền trượng đã khiến thanh kiếm của cậu gãy làm hai. Peter sợ vãi cả đái vội bò trên mặt đất, bỗng nhiên với được một cái điều khiển thần kỳ. Ngay lúc sắp được về đoàn tụ với tổ tiên, Peter liền bấm nút tạm dừng, không ngờ thời gian dừng lại thật. Cậu vui mừng nhìn đám lính đang đứng yên trước mắt, sau đó bấm nút tua lại giúp ba anh chị đã ngỏm củ tỏi trước đó sống lại một cách thần kỳ. Họ cầm vũ khí xông vào thỏa sức chém giết đám lính đang bị tạm dừng, có lẽ chúng xuống suối vàng cũng không hiểu lý do tại sao mình lại bị chết. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình nữ hoàng độc ác. Edward giơ thanh kiếm vừa to vừa dài lên định trả thù thì bị Peter ngăn lại. Cậu nói rằng chúng ta không thể tàn bạo như White Beach được, phải xây dựng một vương quốc bình đẳng tự do và khiến bà ta chịu sự phán quyết của nhân dân. Nhưng cậu còn chưa nói xong thì đột nhiên có một bóng đen vụt qua, nữ hoàng biến mất không một dấu vết. Đánh bại được White Beach, cả 4 anh em được người dân tôn lên làm vua, nhưng dù đã trở thành người quyền lực nhất thế giới cổ tích Namibia thì họ vẫn muốn được quay về nhà. Tuy nhiên họ không biết làm cách nào để có thể quay về thế giới thực, mãi cho đến 80 năm sau. Khi tất cả đã già nua ốm yếu răng rụng hết rồi, họ mới tìm thấy cánh cửa xuyên không đưa mình đến nơi này. Cả bọn lập tức bước vào đó và mừng rỡ nhận ra bản thân đã quay về thế giới thực. Không những vậy, cơ thể của họ còn trẻ lại như ngày mới bắt đầu. Bộ phim ảo Malazda đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.